Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT làm video này để chia sẻ với các bạn cách pha cà phê muối đang hot rần rần ở bên Việt Nam và bên Mỹ luôn, ở Starbucks như thế nào, và cách pha cà phê sữa đá luôn nha các bạn. Cái hương vị nó ngon giống như của Việt Nam vậy đó, nhưng mà ở Starbucks. Thì hôm rày có rất là nhiều bạn hỏi KT bởi vì mình có chụp cái tấm hình và mình quay video lúc mà mình về lại từ ở bên Việt Nam qua Mỹ. Ngày đầu tiên mình quay cái video đó thì nhiều bạn hỏi cái cách pha lắm. Thì hôm nay KT chia sẻ luôn, mình chia sẻ tỉ mỉ, tại vì nếu mà người ta làm sai bước á, thì nó sẽ ra không có ngon đâu. Các bạn có thể vào trong order, hay là mình có thể mình đi drive through mình order, hay là mình có thể order từ ở trong cái phone. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình order từ ở trong drive through nha các bạn. Tức là mình đi ở ngoài, mình ngồi trên xe, rồi sau đó mình sẽ chia sẻ cái cách mình order trong cái phone luôn, để cho nó dễ. Tức là mình không có cần phải lại xếp hàng, mà mình khuyên là mình nên làm bằng cái phone, tại vì đỡ tốn thời gian và mình cũng earn được điểm luôn. Thí dụ mình mua gift card, mình bỏ vô trong đó rồi mình đặt cà phê trong đó, mình cũng được điểm nữa các bạn. Mình earn points thì mình có thể uống miễn phí khi mà mình đủ điểm. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn mình order ở ngoài trước nha. Các bạn chỉ cần chụp cái màn hình, KT sẽ để cho các bạn trên cái màn hình và bạn đưa cho người ta, thì hy vọng là người ta làm giống như vậy. Hay là các bạn có thể nói cũng dễ các bạn, nhưng mà phải làm theo từng bước nha. Hôm nay trời Cali nóng quá. Hi, hello, how can I help you? Hi, can I have in a venti cup 4 shots espresso, 6 pumps white mocha, and then fill half and half to the second line, and then add ice. All right, and yeah. Can you make sure you add half and half after the shots and the white mocha? Okay. Yeah, just to the second line only. Okay, yeah. Perfect. And can I have the next one, the next order in a venti cup as well? 3 shots espresso, 3 white mocha, add ice, and then extra salted foam. But I don't want caramel in the salted foam. Okay, it's gonna be $9.85. Okay, thank you. Cái muối á, người ta làm bằng cái kem muối á, khi không có thích, người bình thường người ta bỏ caramel vô, nhưng mà mình không có thích caramel tại vì nó sẽ bị hơi ngọt ngọt và nó mặn mặn. Mình lại thích nó mặn mặn hơn, tại vì trong cái white mocha nó đã ngọt rồi. Cho nên là bạn nào mà thích ngọt ngọt á thì cứ giữ nguyên, còn của KT là KT không có bỏ caramel vô. Tổng cộng 2 ly rất là to nha các bạn, mà chỉ có 9 đô mấy thôi. Bạn không tìm đâu ra cái ly cà phê mà nó rẻ giống vậy hết. Thank you. Mình chỉ đưa cho người ta scan cho mình thôi. Here's the first one. Okay, thank you. Yeah. Quyền cái ly. Các bạn nhìn. Waiting for the second one, sure, okay? Thank you. Quyền cái ly nè. Trời, nó bự quá trời bự luôn, mà có 4 đồ mấy. Thank you. Have a great day. 2 ly luôn. Hai ly to đùng luôn các bạn, mà chỉ có 9 đô mấy thôi. Các bạn lưu ý, bây giờ KT chia sẻ tỉ mỉ cho các bạn nè. Mình phải nói rõ thì người ta làm mới đúng. Và mình sẽ để cái công thức ở trên màn hình luôn, để cho bạn đưa cho, bạn chụp cái màn hình và đưa cho nhân viên để làm cho chính xác. Mình thí dụ, nếu như mà bạn nói mà không rõ, hay là người ta làm không đúng trình tự thì nó sẽ ra không ngon. Cái trình tự là như vậy: mình phải cho 4 shot espresso vô trong đây trước, rồi 6 pump white mocha. Sau đó mình mới bỏ half and half tới cái line thứ nhì. Nhưng đôi lúc người ta nghe không rõ, người ta sẽ bỏ half and half tới cái line này, tới line thứ ba, thì lúc đó nó sẽ không còn ngon nữa, nó hơi loãng. Và có người nha các bạn, khi mình nói vậy nhưng mà người ta vẫn làm như vậy. Người ta bỏ half and half tới cái line thứ nhì, sau đó người ta mới bỏ cà phê và white chocolate, white mocha, thì lúc đó nó cũng sẽ loãng, không ngon. Cho nên là mình mới nói là phải làm theo trình tự, là phải bỏ cà phê, bỏ white mocha, sau đó half and half tới cái line này, rồi mình mới bỏ đá vô, thì lúc đó nó mới ngon. Phải nói cái này là rất là ngon, mà các bạn tưởng tượng một cái ly to đùng như thế này mà chỉ có 4 đô mấy không, bạn sẽ không tìm đâu ra ngoài Starbucks, đúng không? Tại ở Việt giống như những cái tiệm cà phê Việt Nam, cà phê sữa đá đi, thì cái ly nó sẽ nhỏ như thế này là 5 đô đúng không, nhưng mà đa số là đá và ít cà phê. Còn đây là mà pha ở đây là mình thấy pha vừa đủ, giống như là độ béo, độ ngọt vừa đủ và cà phê rất là thơm. Và đặc biệt quan trọng, sau khi mình uống một ly này mình không có bị mất ngủ.
Nếu như mà mình uống những nơi khác người Việt Nam mình làm đi, hay là hồi lúc xưa mình thèm cà phê ở 85 degree đi, mình vô đó mình uống mình ghiền lắm các bạn, nhưng mà mỗi lần uống xong là mình thức tới 4-5 giờ sáng, không tài nào ngủ được hết. Sau này mình uống cà phê Starbucks á, uống nguyên ly này mà tối mình vẫn ngủ được nha các bạn, thơm ngon vô cùng luôn. Các bạn biết không, sẵn đây mình tâm sự, hồi lúc trước á, mình có rất là nhiều Starbucks gift card, tại vì mình đi làm công ty rồi mình thắng game cho nên mình được, và mình cũng được tặng nhiều Starbucks coffee 25 đô nhiều lắm các bạn, mà mình không uống mình cho, tại lúc đó mình chưa biết pha cái cà phê này. Lúc trước là mình chỉ biết là frappuccino hay là cappuccino và cà phê latte, những cái món đó thì mình uống không có được, mình uống mình đối với mình thấy không có ngon, người ta Starbucks làm mấy cái đó mình uống mình không thích, không có hợp khẩu vị. Cho nên là mình cho, mình không có giữ mấy cái gift card đó. Từ lúc mình phát hiện ra cái cà phê mà pha như thế này uống ghiền luôn. Sau đó là mình bỏ, mình tốn rất là nhiều tiền. Tại vì ngày nào mình cũng uống một ly như vậy, ít nhất một ly như thế này. Rồi mình chia sẻ với bạn, bạn mình là người dân ghiền cà phê của Starbucks. Nhưng mà cũng không biết này luôn. Từ lúc mình chia sẻ là bạn mình ngày nào cũng uống luôn. Mà không phải một người bạn nha. Hơn chục bạn rồi, bạn nào cũng ghiền cái công thức này hết á. Quá ngon luôn á. Kế đến là ly cà phê muối, mình uống đậm cho nên mình cần có 3 cái shot espresso, rồi 3 pump white mocha, sau đó bỏ để là extra nha, tức là nhiều cái salted foam, là ra cà phê muối. Bây giờ mình sẽ review coi có ngon hay không nha. Ly cà phê muối này nó hot rần rần ở bên Việt Nam các bạn biết không? Lúc mà mình về Việt Nam á, là ai cũng hỏi, giống như là mời đi uống cà phê muối. Thì mình cũng thử rất là nhiều tiệm bây giờ ra gọi là hot trend bên Việt Nam là cà phê muối. Và cũng đem qua bên Mỹ luôn các bạn. Thì cà phê muối rất là nhiều nơi bán, nhưng mà có một cái tiệm mà đắt nhất là cà phê Chú Long. Chú Long đó là bán cà phê, rồi sau này mình thấy ở trên mạng người ta đem cái bình đó qua đây bán luôn. Nếu mà bạn tới tiệm của Chú Long mua nguyên bình cà phê muối đó là chỉ có 45 ngàn. Nhưng nếu mà bạn mua online ship á, thì 65 ngàn cộng tiền ship. Nhưng mà khi cái bình đó qua bên Mỹ á, là 16 đô. Bạn thấy sự khác biệt không? 16 đô một bình. Có chỗ bán rẻ hơn, nhưng mà mình thấy mấy bạn bán giá có thể từ mười mấy đô một bình thôi nha các bạn. Thì bây giờ hôm nay là mình chia sẻ các bạn cái cách pha cà phê muối ở Starbucks như thế nào, mà nó cũng rất là ngon nha các bạn. Mình rất là ghiền cái này, nhưng mà phải làm cho chính xác nha. Cái cà phê này nó khác với cà phê muối, nó khác với lại cà phê này như thế nào. Đây, hai ly khác nhau. Là cà phê sữa đá là có half and half. Còn cái này, cà phê muối không có. Thì cà phê muối á, là chỉ có 3 shot espresso, 3 pump white mocha. Rồi sau đó bỏ đá và gọi phải nói là extra, tức là nhiều cái kem muối. Cái kem muối này á, bình thường á, là người ta bỏ caramel, hồi nãy mình nói rồi á. Nhưng mà khi mà uống cà phê này thì mình nói người ta đừng có bỏ caramel vô. Tại vì mình muốn cái vị mặn mặn cho nó ngon, còn bỏ caramel vô nó bị lợ, nó bị ngọt ngọt rồi mặn mặn. Mình thấy nó không ngon bằng. Bạn thử đi nha, rồi bạn cho mình biết bạn có thích hay không. Dĩ nhiên nó sẽ không có giống y chang như bên Việt Nam nha các bạn. Mà cái này á, nó ngon, nó thơm đặc biệt khác nha. Ngon lắm. Uống này không cần ống hút nha. Khi mà bạn uống giống như cây chỉ như nè, thì cái kem muối này nó đi ra. Nó đi ra cho nó mặn mặn, rất béo béo, ngon lắm. Quá ngon luôn á. Trời ơi, có 4 đô mấy thôi à. Một ly to như thế này. Bạn thử rồi bạn cho mình biết bạn có thích hay không nha. Tại vì á, Katie chia sẻ này rất rất là nhiều bạn, bạn nào cũng thích hết trơn á, mà rẻ nữa. Và bây giờ Katie sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình đặt ở trong cái app bằng cái điện thoại như thế nào, để mình không có cần phải đứng xếp hàng nữa. Mình chỉ đặt bằng cái điện thoại, sau đó người ta cho mình biết bao nhiêu phút xong rồi mình đi vô mình lấy thôi, rất là đơn giản luôn. Và mỗi lần mình đặt như vậy nó nằm ở trong cái system, tức là trong cái app của mình, nó có order history á. Mình chỉ cần vào trong đó mình bấm rồi mình order cho nó nhanh, mình không cần phải chọn lựa gì nhiều hết. Và công thức mình sẽ để trên màn hình cho các bạn có thể chụp cái màn hình và đưa cho nhân viên thì người ta làm cho nó đúng nha các bạn. Thí dụ đây là cái app, mình tải cái app xuống rồi. Thì nếu như mà bạn muốn dùng giống như Katie để mình có điểm nhiều á, thì mình phải mua cái gift card, mình bỏ cái gift card vô trong đây. Mình sau mỗi lần mình order á, mình scan, các bạn thấy earn 2 points per $1 không? Nghĩa là mỗi một đô bạn dùng thì người ta sẽ cho bạn 2 điểm. Còn nếu bạn không có cái app này á, thì bạn không có dùng được điểm, không có điểm thì mình cũng thấy uổng. Hay là bạn trả bằng cái credit card á, thì bạn chỉ được có 1 điểm thôi. Còn mình dùng bằng gift card thì mình sẽ được 2 điểm cho 1 đô. Cái này là cái order mình mới order hồi nãy nè. Các bạn thấy không? 12 giờ 23 phút nè. Rồi.
trong đây là nó có sẵn rồi, tại mình order thì nó có sẵn rồi ha. Ví dụ như mình muốn order cái này đi, mình đã order rồi, qua ngày hôm sau mình muốn mua order nữa thì mình vô trong cái history á, thì khi mà bạn order xong rồi á, mình chỉ cần đi vô trong rồi mình pick up mà thôi, rất là đơn giản luôn, khỏi phải đứng xếp hàng gì hết. Mình thích là thường thường Katie order ở trên đây nè, tại hôm nay quay chia sẻ các bạn cho nên là mình muốn chia sẻ là quay ở ngoài, order ở ngoài hay là ở trong đều được hết. Thì để mà so sánh cho dễ hiểu cái ly cà phê này với là ly cà phê muối bên Việt Nam nha các bạn, thì ly cà phê này á, nó không có béo bằng nha, cà phê này không béo bằng và nó không có mặn bằng cà phê của chú Long đâu nha, nhưng mà so ra uống cũng rất là ngon luôn, thơm ngon lắm, bạn cứ thử đi nha. Mình ước gì á, là người ta cho thêm muối cho cái kem muối này nè, nó mặn nhưng mà nó không có đủ mặn lắm, nhưng mà nói chung là nó ổn lắm các bạn, uống ngon lắm đó các bạn ơi. Hy vọng là các bạn thích cái công thức này nha. Nếu mà bạn nào đã thử công thức KT và thích hay không thích gì á, để dưới phần bình luận giùm KT. Thì bởi vì có giống như mỗi người có cái khẩu vị khác nhau các bạn. Còn cái công thức này là mình thấy mình chia sẻ rất rất là nhiều bạn, và bạn nào chưa có bạn nào chơi luôn. Này mình nói thiệt là chưa có bạn nào chơi luôn. Cho nên là mà nhiều bạn hỏi quá. Hôm bữa mình chụp cái tấm hình mình đi uống cà phê á, thì rất nhiều bạn hỏi, cho nên là khi team mới quyết định thay vì mình ngồi mình trả lời từng người thì mình làm cái video này để mà bạn nào hỏi thì mình sẽ đưa cái video này cho các bạn xem, rồi cứ chụp cái màn hình thôi rồi uống rồi sẽ ghiền giống như KT, không có được một đồng commission nào của Starbucks hết á. Nhưng mà mình làm cái này để, tại vì mình muốn chia sẻ, mình thấy ngon mình chia sẻ với các bạn thôi. Thì hy vọng các bạn thích video này, và nếu như thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Bạn mà muốn KT chia sẻ gì nữa hay là muốn KT đi quay ở đâu, cứ để dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng đi quay nhanh nhất có thể nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Happy Labor Day, kỷ niệm 8 năm thành lập Teletron Eden Center, Washington DC. Kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mùa thu hoàn toàn miễn phí tại Teletron Eden Center. Trong suốt 3 ngày, thứ bảy ngày 2, chủ nhật ngày 3 và thứ hai ngày 4 tháng 9, từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng: Sơn Ca, Giao Linh, Trần Thái Hòa, Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, Hương Thủy, Y Phương, Sơn Tuyền, Phương Hồng Quế, Philip Huy, Mỹ Huyền, Andy Quát, Phạm Khánh Hưng, Gina Bảo Trân, Justin Nguyễn, Leon Vũ, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Tiến Dục, Cải Lương, Kim Tử Long, Hai Kịch Thúy Nga, Văn Duy, Nhật Cường, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, ban nhạc đời này. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội mùa thu DC tại Teletron Eden Center, nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 88 đồng, chảo không dính Made in Korea chỉ 6 đồng, Fullcoden Max do chính phủ Nam Hàn đầu tư phát triển, No Alcohol giúp bệnh nhân ung thư phục hồi nhanh chóng, một hộp 30 gói, sale 300 đồng, mua 5 tặng 1. Cao ly hoàng đế đơn trị tê tay chân, giúp lưu thông máu, phòng ngừa đột quỵ, tăng cường sinh lực, một hộp 30 gói, sale 300 đồng, mua 1 tặng 1. Ghế massage trị liệu Koyo thế hệ 4D Made in Japan giá 10.000, sale 7.699 đồng. Labor Day Weekend thứ bảy ngày 2, chủ nhật ngày 3 và thứ hai ngày 4 tháng 9, kính mong quý đồng hương đến tham dự nhạc hội mùa thu DC tại Teletron Eden Center, 703-237-8999. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.